Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 19 tháng 4 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua những thuật toán của Youtube. Và nếu quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Thêm một thượng nghị sĩ tuyên bố ủng hộ Trump năm 2024 Cố vấn dự án Lincoln bị buộc tội phân biệt chủng tộc sau khi gọi thêm Scott là chiếc khăn bảo vệ chủng tộc cho GOP. Trò chơi trực tuyến trở thành mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia Mỹ. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn ở Tennessee đã tán thành Tổng thống Trump cho năm 2024. Bà đã ủng hộ Tổng thống Trump cho nhiệm kỳ năm 2024. Bà làm điều này không phải theo cảm tính mà dựa trên những thành tích của ông trong công việc tạo ra một nền kinh tế, biên giới và quân sự vững mạnh. Tới thời điểm hiện tại, Tổng thống Trump đã giành được sự tán thành từ 51 thành viên của Quốc hội, bao gồm Chủ tịch Hội nghị Hạ viện GOP Ali Stefanik của New York và cựu Chủ tịch House Freedom Caucus Andy Bitt của Arizona. Vào tuần trước, thì Tổng thống Donald Trump đã nhận được sự tán thành lớn từ Jim Jordan trong Hạ viện, người mà nhiều người Mỹ kính trọng. Đối thủ duy nhất của Tổng thống Donald Trump cho đến nay là thống đốc Florida Ron DeSantis, người dự kiến sẽ tuyên bố tranh cử sau khi thăm nhiều bang trong vài tháng qua. Thế nhưng anh ta thiếu sự hỗ trợ ngay cả trong tình trạng của mình. Năm nhân biểu Hoa Kỳ và nữ từ Florida đã tuyên bố ủng hộ Tổng thống Trump, bao gồm Chris Dilby, Byron Donald, Max Gay, Anna Paulina Luna và Corey Mills, Blasburn cùng với các thượng nghị sĩ Tommy Turbeville, Cindy Hyde-Smith, Eric Smith, Ted Budd và Chidi Vent những người đều đã tuyên bố ủng hộ tổng thống Donald Trump vào năm 2024. Cố vấn dự án Lincoln bị buộc tội phân biệt chủng tộc sau khi gọi Tom Scott là chiếc khăn bảo vệ chủng tộc cho GOP. Thưa quý vị, bởi vì những phát ngôn ngông cuồng với người ủng hộ tổng thống Donald Trump mà vị cố vấn cao cấp của dự án Lincoln Tara Sesmeyer đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội trên mạng xuất hiện trên The Saturday Show với MSNBC cùng với Jonathan Carphurst vào tuần trước. Never Trumper Tara Setmeyer, cố vấn cấp cao của dự án Lincoln từ năm 2020, đã thảo luận về buổi ra mắt chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 gần đây của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Scott. Bà Tara Setmeyer nói rằng, Nghe này Times phù hộ cho trái tim của anh ấy, hiện đang cố gắng tạo dựng tên tuổi của mình. Lợi dụng thực tế là các đảng viên Cộng hòa trong mỗi chu kỳ bầu cử đều cần một người bình định chủng tộc. Anh ấy là một tấm chân bảo vệ chủng tộc của họ trong cuộc đua. Cựu nhà bình luận chính trị của CNN đã chỉ ra Thượng nghị sĩ Tom Scott, thành viên thuộc đảng Cộng hòa gia đen duy nhất tại Thượng viện, gọi ông là người không đổi trong số các đảng viên Cộng hòa. Nghe này, Tôi tôn trọng tiểu sử của thượng nghị sĩ Tim Scott, câu chuyện cuộc đời của ông ấy thật tuyệt vời và đó là giấc mơ của người Mỹ và điều tốt cho ông ấy. Điều tôi không tôn trọng là với câu chuyện của người Mỹ đó, với kinh nghiệm của ông ấy, kể cả với tư cách là một người bảo thủ, tôi vẫn là một người bảo thủ, chỉ là không phải đảng viên Cộng hòa, rằng ông ấy vẫn vẫn ủng hộ Donald Trump. Vào mùa hè năm ngoái thì anh ấy đã làm ngơ trong phiên điều trần ngày 6 tháng 1, khi được hỏi về ngày 6 tháng 1, hãy nhớ rằng anh ấy đã bỏ phiếu để tha bổng cuộc luận tội Donald Trump sau ngày 6 tháng 1. Tôi không tôn trọng ai đó không thể có lập trường vững chắc về lập trường của anh ta đối với nền dân chủ của chúng ta, về mối đe dọa hiện hữu của Donald Trump đối với nó, và thực tế là Đảng Cộng hòa đã quá tệ trong một số các vấn đề quan trọng đối với đất nước của chúng ta ngày nay. Tuy nhiên thì đáp lại những lời vu oan đó, nhiều người đã lên mạng xã hội để chỉ trích những bình luận phân biệt chủng tộc của bà Seth Meyer. Thật là một trò đùa đáng ghét, một người dùng Twitter viết, luôn luôn là một bồi nhữ của cuộc đua. Tom Scott có nhiều kiến thức, kinh nghiệm, duyên dáng và nhân phẩm hơn những gì bạn có thể hy vọng có được. Người dùng này nói thêm, đáng thương hại. Một số người khác lại cho biết rằng, gọi Tom Scott là chiếc khăn bảo vệ chủng tộc và kẻ giả mạo chủng tộc. Bạn không chỉ tạo ra một cụm từ để thay thế cho cụm từ Token Plus, mà còn tiết lộ bạn là ai trong dự án Lincoln. Chỉ là một tổ chức khác được thiết kế để chia sẻ nước Mỹ. Tuyên bố của bạn tốt nhất là chưa trưởng thành. Hãy vượt qua chính mình và cho phép người đàn ông chạy theo thành tích và giải thưởng của chính mình có lẽ bạn có thể nhìn qua màu da của ai đó trong vài lát, tại sao bạn cảm thấy cần phải gây chia sẻ như vậy? Hỏi một người dùng Twitter, Thames Scott là Đảng Cộng hòa. Vậy thì sao? Nếu bạn không đồng ý với quan điểm của anh ấy, chỉ cần nói điều đó ra mà thôi. Bằng cách nói về việc anh ấy là một đảng viên thuộc Đảng Cộng hòa da đen, cho thấy rằng bạn là một người tập trung vào chủng tộc. Người này nói thêm bạn có thể có vấn đề với tất cả những người thuộc Cộng hòa da đen hay không và tại sao lại như vậy? Bạn đưa ra những bình luận như thế này và sau đó buộc tội người khác. Chuyện gì xảy ra với bạn như vậy? Một người dùng Twitter đã hỏi. Vâng, Seth Meyer, bạn là người phân biệt chủng tộc và ngôn ngữ của bạn là kích động. Một người khác cho biết. Vấn đề xảy ra khi các đảng viên Cộng hòa thiểu số tiếp tục đối mặt với những luận điệu phân biệt chủng tộc, cả từ những người bảo thủ cánh tả và cánh tả. Vào tháng 11, giáo sư Đại học Illinois Urbana Champaign và nhà tư vấn chống phân biệt chủng tộc Sundiata Chachua đã gọi ứng cử viên lúc bấy giờ là Thượng viện Hoa Kỳ Herschel Walker là tiểu học và sử dụng từ ngữ phân biệt chủng tộc đồ Xu nịnh để mô tả ông. Trong một office phàn nàn về những người Cộng hòa da đen, những người mà anh ta bôi nhọ là những người theo chủ nghĩa tối cao của người da trắng, da đen, MAGA lập luận rằng những người bảo thủ da đen chỉ có khả năng lập lại những luận điểm của Massa Trump. Đây không phải là lần đầu tiên mà Seth Meyer bị buộc tội phân biệt chủng tộc. Vào năm 2018, cô ấy đã gọi siêu sao hip-hop và âm trầm thời trang Kanye West, hiện tại là Ye, yeah, là người da đen biểu tượng của chính quyền Trump. Trò chơi trực tuyến trở thành mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia Mỹ quý vị thân mến các binh sĩ trẻ đắm chìm trong thế giới trò chơi điện tử trực tuyến game online là cảnh tượng thường thấy trong phòng giải trí tại các căn cứ quân sự mỹ sự đam mê của các binh sĩ với trò chơi điện tử trực tuyến cũng như rủi ro mà nó mang lại đã gây chú ý sau khi chuck douglas tessiria thành viên lực lượng vệ binh không quân bị bắt Thay bị buộc tội lấy và đăng tải trái phép các tài liệu mật trong phòng chat trên nền tảng mạng xã hội Discord, nơi mà các game thủ trò chuyện. Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, bí mật quốc gia có thể bị chia sẻ trái phép qua nhiều phương thức, trong đó có chia sẻ dữ liệu trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, thì các diễn đàn game online đang trở thành mối đe dọa đặc biệt đối với quân đội Mỹ bởi sức hút của nó đối với các binh sĩ trẻ. Trong khi đó, thì giới chức Mỹ gặp hạn chế trong giám sát các diễn đàn này để bảo đảm chúng không có đe dọa đến an ninh quốc gia. Ông Dan Meyer tại công ty luật Terry Risky của Mỹ phân tích rằng, thế giới mạng xã hội và đặc biệt là các trang về game được coi là mối quan ngại của công tác phản gián trong một thập niên. Ông cho rằng, các điệp viên nước ngoài có thể sử dụng phòng chat game để kết nối với các thủy thủ 18-23 tuổi từ trung tâm giải trí tại căn cứ hải quân Northport giành được lòng tin của họ trong nhiều tháng và sau đó, qua quá trình này bắt đầu kết nối với họ trong nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng, các cơ quan tình báo Mỹ cũng tạo ra các tài khoản để giám sát trong các game trực tuyến World of Warcraft và Second Life. Quân đội Mỹ cũng có hiện diện trong cộng đồng game online. Cả lục quân và hải quân đều có những binh sĩ với nhiệm vụ toàn thời gian của họ là thi đấu trong các giải game trong vai trò thành viên đội eSports của quân đội. Đội eSports này được coi là cách hiệu quả để tiếp cận và tuyển thanh niên đã gắn bó trưởng thành với game online. Quân đội không có thẩm quyền thực hiện giám sát công dân Mỹ trên lãnh thổ của Mỹ. Đó là nhiệm vụ của các cơ quan hành pháp nội địa như là Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Ngay cả khi giám sát các thành viên thuộc lực lượng vũ trang vẫn có các vấn đề riêng tư, đó là điều cản trở lầu năm gốc khi cơ quan này cố gắng thiết lập chính sách mạng xã hội để đối phó với chủ nghĩa cực đoan trong lực lượng. Thưa quý vị, người phát ngôn của ngũ giác đài Seagulls cho biết các hoạt động tình báo của cơ quan này chủ yếu tập trung vào quốc tế. Đối với việc thu thập thông tin về công dân Mỹ, thì ngũ giác đài đã tiến hành dựa theo luật và chính sách với cách thức bảo vệ quyền riêng tư và tự do dân sự. Bà cũng cho biết các hành động đều phải được bộ trưởng tư pháp thông qua. Thay vào đó, thì quân đội Mỹ đã tập trung vào huấn luyện các binh sĩ không tiết lộ thông tin mật. Thứ trưởng Castanheira sau vụ bắt giữ Sira cho biết, ngũ giác đài đang xem xét lại cách xử lý để bảo vệ thông tin mật, giảm số người được tiếp cận và nhắc nhở lực lượng về nghĩa vụ bảo vệ thông tin mật là yêu cầu suốt đời đối với mỗi cá nhân được thông qua an ninh. Thế nhưng ông Peter W Singer, một cố vấn ngũ giác đài về chiến tranh tương lai, đánh giá những kênh game khác nhau là một hình thức khác của mạng xã hội. Ông cho rằng, thế giới online cá nhân này sẽ là miền đất hứa với các hoạt động tình báo và kế hoạch trong tương lai. Ông Singer cũng đánh giá, ngoài hạn chế về luật pháp liên quan đến việc giám sát, thì số lượng đông đảo các trang và nhóm chat riêng tư cũng là một trở ngại gây khó khăn cho sự quản lý của ngũ giác đài bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất